phá kiếp cho hai đệ luôn. Thầy lò đây ạ. Bỏ đèn thần tính phết nhỉ. Sao bác sẽ bảo đèn thần đúng rồi, ra đây. Cho tôi một người cao su nhá. Ước mơ thành hiện thực các bạn ơi. Bắp chưa, có bắp chưa? Sáu múi luôn. À xảo tôi phát. Lại làm ơn. Mệt quá sắp kiệt sức lắm. Đây ơi, đây ơi, đây ơi. Nhớ lượng quá. Đánh rắn quả đã đờ luôn. Ăn cho cái gì đây? Bạn nghĩ này mà bạn cả được tôi. Chỉ cái tuổi. Ok chưa? Ok chưa? Phải dám phân ra trong sợ này. Ok chưa? Ông làm việc này kiểu thằng kia không phụt hết đấy. Thế là ngừa bắt quá. Ủa mày nhịn mày hơi lâu rồi nhá. Cho mày chết này. Con lính này. Con lính lợn này. Chuẩn bị đến thớt nhá. Đến rồi, đến rồi. Mẹ mày tốt. Chạy 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 chạy. Ui trời. Oh my. Em si à? Xin hô bạn đây. Cô ca nữa này. Ủa. Nhưng mà đừng cho em tốt. No. Tốt thế. Đổ này. Đấy. Wow. Thật là vi siêu. Mày này cầm một cái sáo. Wow. Ui, các bạn nghĩ dùm tôi không? Hai quả mắt đây. Đây như kiểu thạch lỗ ít. Ui, quả còn. Tôi nghĩ là cái cướp. Wow. Núi lửa phun trào. Cứ ngủ đê rồi phía trước là bão tố nhá. Đây rồi, đến rồi. Thì đến cũng phải đến thôi các bạn ạ. Ủa, tôi tưởng nó sẽ có chuyện gì xảy ra mà nó ra nó hóa kiểu kiểu siêu sinh ra ấy. Ủa, kiểu chuyện đây. Ném lửa đây. Chuyển qua. Ủa. Con này mà trong quá thì gọi là độ hộ cái. Nó vừa rơi vào tay thối kìa. lại nữa này. Này thì bướng của chúng tôi. Một thùng đẹp trai này, hai thùng nhiều tiền này, một thùng sạo, sạo lòn vừa xinh. Rồi, thằng Sầm Le đâu rồi? Thằng vừa trong